Sở du lịch Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển du lịch và khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng tổ chức đón phục vụ khách du lịch đến Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả các biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16. Đối với các cơ sở lưu trú là địa điểm phục vụ khách du lịch, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và cách ly người nước ngoài, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan gây lây lan chéo. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu triển khai phương án đảm bảo dự trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm cần thiết để phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài, lưu ý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.